Ngày 1 tháng 8, Công an huyện Như Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá được đường dây lừa đảo liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng có thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước đó, từ cuối tháng 6 đến tháng 7, 2022, Công an huyện Như Xuân liên tiếp nhận được tin báo của người dân ở nhiều địa phương khác nhau về việc bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Qua rà soát, xác minh, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ Lê Văn Vĩ, sinh năm 1995, Lý Hoàng Diệu, sinh năm 2000, cùng thường trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Trương Công Hay, sinh năm 1995, Nguyễn Thế Hiển, sinh năm 1993, cùng thường trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tăng vật thu giữ gồm 13 điện thoại di động, 25 SIM thẻ, 5 tài khoản ngân hàng, một máy tính xách tay và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thiết kế giao diện giả mạo của một số ngân hàng. Sau đó, các đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng, gọi điện để liên lạc, tư vấn cho khách hàng, thông báo tài khoản của họ đang gặp sự cố như chuyển nhầm tiền hoặc bị khóa. Để khắc phục sự cố này, các đối tượng đã gửi cho chủ tài khoản một đường link giả mạo là website ngân hàng và yêu cầu nhập các thông tin tài khoản, mật khẩu, cung cấp mã OTP, sau đó đánh cắp thông tin tài khoản cá nhân của chủ tài khoản rồi chiếm đoạt quyền đăng nhập tài khoản để chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại sang tài khoản của các đối tượng này nhằm chiếm đoạt tài sản.